Xin chào anh em nhá. Hôm nay mình dạy anh em cách hãm tiết canh thỏ nhá. Đây nước lọc chúng ta cho lưng một cốc này này. Đây này, anh em cho nước lọc vào đây này. Đấy, em đổ lưng bát nước cho mình nhá. Và anh em cho một rúm muối. Tầm gần một thìa muối đấy. Đây này. Đấy, anh em áng chừng đánh mấy bát tiết canh thì cho tầm bằng ấy muối nó vừa là được. Đấy nhá, anh em cho một thìa cà phê muối. Đấy, và anh em mình ngoáy đều lên. Đây nhá, anh em mình ngoáy đều lên nhá. Ngoáy cho tan hết cái muối này ra anh em nhá. Nếu mà anh em không gạn mà để lại cấn là nó hay bị đông dây. Anh em mình cứ ngoáy đều lên cho nó tan hết cái muối này ra. Đấy. Tầm khi nó đã tan hết cái muối này ra là riêng con thỏ thì nó rất chi là dễ hãm tiết, nó không như con gà, con vịt. Con vịt, con ngan thì hãm nó khó nhưng con thỏ rất dễ. Đây, là anh em cho lưng bát nước và tầm gần một bát con nước đấy ạ. Và một thìa cà phê muối cho anh em ngoáy đều lên, anh em mình gạn sang bát khác để lại cái cấn. Thế là ok. Đây, xong là anh em mình cắt tiết. Đây, thỏ đây. Anh em mình cắt tiết, anh em mình cắt ở góc tai nha, cạnh hầu nha. Để không cho cái dây thực quản nó phì nước ra là được. Anh em nha. Đây, anh em xem bát tôi vừa cắt tiết xong đây. Xong chúng ta ngoáy đều tiết lên nha. Tí nữa có thể là anh em mình cho thêm nước mì chính vào là anh em mình đánh thôi. Còn nếu mà anh em mình muốn gạn thì gạn theo kiểu gì đấy ạ? Gạn theo kiểu tiết canh vịt đấy. Nếu anh em đánh ít, nếu mà cảm thấy mình cho lượng muối nhiều ấy. Còn nếu anh em cho lượng muối vừa tầm bằng này đánh khoảng 5 bát tiết canh, anh em cứ đánh một môi này, đấy là một bát, đánh như tiết canh lợn luôn. Và còn thỏ làm lông thì anh em mình pha đúng như nước làm chó làm mèo. Đấy, anh em mình ngoáy lên để cho nó tránh tình trạng đông dây, cho nó đều nước muối. Rồi ok, đây anh em mình để gọn vào nha. Tí tôi đánh tiết canh cho anh em xem nha. Ta đánh tiết canh này, có gan này, tai này, thịt vừa nãy bỏ ra đây này. Đấy, chúng ta bỏ hết ra đây nha. Bỏ băm nha. Chúng ta băm này. Đây, chúng ta có lá chanh này, hành khô nướng này và ớt này. Chúng ta băm lá chanh, hành khô nướng với ớt trước nha. Tôi thái lá chanh trước này. Không có bao nhỏ lắm, nó sắc khúc cũng được. Đấy. Ớt này, hành khô nướng này. Càng nhiều hành khô nướng ăn càng thích anh em. Xong là chúng ta băm ra, chúng ta đánh như tiết canh lợn. Anh em đánh tiết canh lợn thế nào thì anh em mình đánh tiết canh này như thế. Cũng như tiết canh gà, tiết canh vịt, tiết canh ngan anh em ạ. Rất dễ. Mà cái này anh em mình đánh thì không khác tiết canh lợn tí nào cả. Hãm cũng hãm bằng muối như tiết canh lợn. Anh em cứ băm hành khô xong rồi này. Sau đến băm thịt nha.
thỏ dè mà thấy nó xương mềm chưa? Mềm, xương rất chi là mềm. Anh em muốn ăn cho nó giòn cho nó sướng thì anh em băm xôi để cả cái xương cho băm. Mà anh em lưu ý là thịt thỏ này anh em băm không nên băm dừ như gì nha, băm vừa tới thôi, băm để miếng ấy, để miếng to to một tí là thỏ để bao giờ nó cũng mềm, nó mềm thịt hơn. Anh em mà băm dừ tơi là không còn cái gì để nhai đâu. Gan ngọt này, gan rất chi là ngọt. Xong rồi bỏ ra ngoài này. Anh em mình trộn đều lên nha. Chúng tôi có 4 người nên là có tám 4 bát thôi. Thế đúng rồi à? Dí thôi. Này có bố về. Bố về không đi được. Còn không có bố. Em để tham khảo nhá. Anh mấy lần có đông đi tôi mà. Không bao giờ đông từ đánh không đông. Đông tống tủ lạnh. Mấy cái canh mẹ nó đi đâu tống tủ lạnh nó đi đâu cái phút này. Đánh không đông thì bỏ ngăn đá. Ngăn đá đông hết. Đây anh em nhá, đây là chúng ta đánh một tiết một nước nhá, cái nước luộc của nó luôn, nước luộc nó hơi nóng rồi, nóng rồi không được gì, không gạn nào. 19 à, hãm 19 à, 19 à, hãm là hãm muối, không có cần nguội đâu nha, chúng ta ngoái lên thoải mái này, nước nhiều hơn tiết một tí nếu mà anh em đánh mặn. Còn nếu đánh gì thì một nước một tiết. Không rất vẻ. Ờ thế là gì đấy? Không sao. Không, không có là vẻ mặt đấy. Đánh cả con nặng rồi nhá. Anh em nhìn quên sầu luôn, tiết đỏ dã man luôn. Đỏ ao ao. Đông cứ gọi là chặt cứng không phải nghĩ. Xong rồi làm cái ghi chú của cuối clip và anh em ăn xong là phải đi mua bếp grill ngay, không có là đi phải đông người là cháy nghe chứ. Ăn xong đi ở mất ạ. Không có đông người là cháy hả? Đánh cháy là tiêu tiết. Đủ, 3 muôi nữa đủ cả bé. Đỏ cái vịt thỏ đỏ nhỉ. Đỏ ao của trước kia mẹ mấy thằng cái đỏ nó uống rượu. Rượu. Ao. Quá thêm đâu. Thôi. Để con đủ. Nhưng mà Vương mà cắt ra và tiết đẹp thì vào thằng nào tiếp đẹp chứ? Chịu chí. Ra kia. Kiết bị nhà nó tôi trực tiếp một câu bị tôi cắt ra. Nó hồng thì nó phải đỏ ông ơi. Đấy, hai bát nữa thoải mái chưa? Đổ hết cái đấy vào là vừa. Đổ hết hai bát. Bát kia. Đánh xong đông mẹ nó rồi. Cùng đông nhắm ngàn đá rồi thì đông tất. Có loại máy đá. Ủa? Cứ yên tâm.
không xịt đi đâu được. Tiết canh thỏ rất dễ đánh, rất nhanh đông mà rất chi là đủ. 20.000 mét đấy. Đi dê 15.000. Thỏ 20.000. Xong thế nào, đông chưa, đông luôn nè, nhìn chưa, đông luôn. Phát một xem được cây nữa. Để thái xong à, tôi thái gan để chắc nhá. Mà đông kéo mà cuốn cuốn đây, thái gan đã, thái gan của anh chốc cho nó phê gan thỏ đây anh em. Đây là đẳng cấp anh Tiết canh thỏ. Đây, trong vòng khoảng anh em xem được mấy phút ạ? Anh em xem được khoảng 3, 5, 6 phút là tôi đánh xong. Đây anh em nhìn đây, đông chưa, đông chặt luôn, đông dính đét luôn. Đấy, anh em nhìn chưa, quá đông chứ không phải là đông nữa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau nha. Anh em xem để tham khảo nha. Tạm biệt anh em nha.